Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh Di động Hồ Phúc cho anh em. Bữa nay là thứ 5 rồi anh em. Ngày 23 tháng 4 ha. Tiếp tục clip mới cũ sáng hôm nay. Đầu tiên mình xin giới thiệu anh em con em một cặp iPhone 5 SE này anh em. Còn một cặp nhé. Màu trắng với màu xám đen ha. Máy đẹp keng luôn. Nói chung là máy ngoại hình đẹp tầm 97 98 anh em. Không có xấu nha. iPhone 5 SE. Mang bên mình này ngoại hình 5S nhưng mà nó là 6S nha anh em, ruột của nó là 6S ha, chạy rất là nhanh. Tình trạng pin mình kiểm tra luôn, anh em rất quan tâm. 8788 anh em. Nói chung pin là ok. Trên 80 anh em là xài ok rồi. Mọi chức năng full, máy quốc tế 16GB. Đó. SE nha anh em. Nem phone iPhone 5 SE, máy đẹp kìa. Chức năng thì ok cho anh em ha. Chụp hình wifi đầy đủ ha. Còn đúng hai cây thôi, nói chung vừa rồi ra về cũng nhiều anh em bán hết rồi, anh em ủng hộ cũng gần sạch rồi. Ok, máy rất là đẹp, kính đẹp, lưng đẹp đây, không có trời xước gì nhiều nha anh em. Anh em đi giá 2 triệu nha, bao ship kèm sạc cho anh em, một cặp duy nhất hai cây. Và tiếp theo một con Oppo F1s RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin của nó là 3075. Máy đẹp kèn, thay vỏ sau nha anh em, nắp sau đã thay nha, đẹp như mới đó anh em, đẹp là len keng sà beng luôn, mọi chức năng full nha anh em. Camera chụp hình wifi còn rất là đẹp, ok. Rồi ok nha anh em, máy đẹp keng luôn nha, kính lưng không có trời xước hết nha, từ mới thay vỏ nên là rất là đẹp anh em. Con này giá 1650 nha anh em, 1650, nói chung là giá này quá tốt rồi anh em. 1650 bao ship kèm sạc ha. Và mình còn con Oppo A5 2020 này. Máy này kính đẹp keng không có trời nha. Lưng có xước nhẹ. Lưng có xước nhẹ 1 2 vết. Đó. Ok, máy nguyên zin. Máy nguyên zin luôn, RAM 4 bộ nhớ 128 nha anh em. Oppo A5 2020, RAM 4 bộ nhớ 128, màn hình của nó là 6.5 inch, pin 5000. Khủng hoảng luôn, máy con này xài chơi game này chiến rất là tốt. Và giải trí thì một ngày không thể hết pin được nha. Máy này rất là vô tư luôn. Pin 5000 này anh em biết trâu bò cỡ nào rồi. A5 2020, bản này là bản 128GB chứ không phải bản là 5364 nha anh em. Này RAM 4 của nhớ 128, khủng hoảng nha. Máy rất là đẹp. Mọi chức năng full nha anh em nha. Máy này dòng này mới ra nên anh em xài thoải mái. Giá 3 triệu 2 nha anh em. Giảm cho anh em giá 3 triệu 2 cho ra nhanh nha. Bao ship kèm sạc cho anh em nha. Chỉ 3 triệu 2 thôi. Anh em có sở hữu con máy đời mới luôn. Máy tiếp theo clip sáng hôm nay là con Vivo Y91 anh em. Đẹp keng sa beng, đại dáng cường lực. Máy này máy đẹp keng luôn, mua cho mình xong bán lại này. Máy này còn rất là ok. Đây, chưa vết xước luôn anh em. Vivo Y91 máy đẹp keng. Đó. Kính lưng nói chung là đẹp, sườn rồi quá đẹp luôn. Máy này là cho nó xài ấp lưng này. Mà trong này nó mới mua nữa nên là gần như xước không có luôn anh em, bóng lưỡng luôn. Màn hình nó 6.2 nha anh em, RAM 2 bộ nhớ 32. Pin của nó là 4030. Keng sà beng anh em. Giá 1.7 triệu nha anh em, bao ship kèm sạc cho anh em nha, máy đời mới ha. 1.7 triệu. Cho con Vivo Y91 keng sà beng. Mọi chức năng full. Máy đẹp, chụp hình quay phim, camera, wifi rất ok nha anh em. Một máy duy nhất thôi, Vivo. Còn như máy mới luôn anh em. Nói chung cái lưng không có vết trời nào luôn. Rất là đẹp. Màn hình thì đã dán cường lực nên là nhìn còn rất là keng. 1.7 triệu bao ship kèm sạc cho anh em ha. Bể gạch con Y6 Rim xả hàng cho anh em luôn. Y6 Rim màn hình cũng rất là sắc nét anh em. Y6 Rim xanh, màn hình 5.7, RAM 2 bộ nhớ 16, pin của nó là 3000. Xả nhanh cho anh em giá 1.350 nha. Anh em nào cần thì alo liên hệ mình nha. 1.350 bao ship kèm sạc cho anh em luôn. Bán cái giá là không có lời luôn anh em. Đây. Wi-Fi cũng như là camera còn rất là ok. Đó. Rồi, máy đẹp keng luôn anh em. Trời xước không đáng kể nha. Một hai vết xước lông mèo rất là nhỏ. Giá 1.350, bao ship kèm sạc. Quá rẻ luôn anh em ơi. Và một em lâu lâu thu được con M20 này anh em. M20 máy nguyên zin. Kính này là đã dán cường lực nhưng mà có một hai vết xước lông mèo nha anh em. Đây.
có một hai vết xước trong màn hình nha, còn lại là đẹp hết nha. Đây. Lưng sale đại dán keo cho anh em nha, lưng sale là đại dán keo trong rồi. Nói chung nhìn tổng thể máy thì còn ok, nguyên zin, một vết xước đó, nói trước cho anh em biết là thôi đó, đẹp mới sáng lên thì nói chung là keng sa beng luôn, không có vấn đề hết nha. Samsung M20 màn hình 6 inch 3, RAM 3, bộ nhớ 32, pin của nó là trâu bò 5000 nha, pin 5000 đó. Bao ship kèm sạc giá 2450, 2.450.000 anh em, bao ship kèm sạc cho một máy zin nha, máy zin cho anh em luôn, không có đụng trạm chạm trong đây hết đó. Màn hình hiển thị anh em thấy không, rất đẹp, camera đây sắc nét cực kỳ luôn, quá đẹp luôn, pin 5000 trâu bò đó, camera cho anh em ok luôn nha, wifi giá 245, bao ship kèm sạc. Còn tồn lại một em Oppo A3s này anh em, con này bể gạch, đem lại cho anh em này, giá xả hôm nay luôn. Màn hình 6 inch 2, RAM 2 16, pin của nó là 4230, máy nói chung là màn hình ring, vo ring đẹp keng luôn, vỏ sau thì nói chung là có trà xước nha anh em, dáng này màn hình thì đẹp, kính trước thì nhìn cũng ok, không có trà xước máy nha, đánh giá tầm phải năm tầm 98 97 98 lên lên. Camera thì quá đẹp rồi, camera quá rõ luôn. Đó, wifi mấy con này thì xài chuẩn luôn rồi. Ok, 1.900.000 nha anh em, bao ship kèm sạc. Giá 1.900.000, anh em nào cần thì gọi cho mình nha, một máy duy nhất thôi, A3s. Một em Samsung A30s màu trắng, keng xà beng như máy mới luôn. Mặt sau mặt trước không có vết trời luôn anh em. Chưa có dán cái màn hình nha. Đó, soi mặt, soi gương được luôn. A30s. Màn hình 6.4. RAM 4, bộ nhớ 64, pin của nó là 4000. Đó, cấu hình nhà này anh em xài ổn chưa? Quá ok nha. Cấu hình RAM 464 thì anh em xài là quá chuẩn rồi. Mẫu đời mới ra luôn, giá 3650, bao ship kèm sạc. Ok nha anh em. Máy nguyên zin. A30S. Tiếp theo là VinMaster, máy full hộp anh em. Máy full hộp nha. VinSmart Star 3. À, màn hình 6 inch. RAM 2 16. Pin của nó là 3500, máy mới luôn anh em. Máy mới thì không nói nhiều nha, chỉ báo giá cho anh em thôi. Full hộp cho anh em này, phụ kiện đầy đủ ha. Sạc, cáp đầy đủ từ máy mới anh em biết rồi. Đây, hình thức rất đẹp. Màn hình 6.09 gần 6.1 inch. Đó, giọt nước Star 3. Máy quá đẹp luôn anh em. Giá của nó là 1.690, bao ship cho anh em tận nhà. Giá 1.690, anh em cứ tham khảo thoải mái. Đó. Star 3. Và tiếp theo là một em A01. Máy mới full box luôn, bảo hành 1 năm cho anh em dài sọc luôn. Đó, phụ kiện cáp sạc, phụ kiện cáp sạc máy mới anh em. Máy cũng nhìn thấy hình thức là rất là ok nha. Đó. Máy mới thì anh em khỏi đăng tăng. A01 màn hình 5.7, RAM 2 16, pin của nó là 3000. Giá ra đi 2.1.000 cho một em máy mới nha anh em. Giá 2.1.000 nha. Giá này là bao rẻ anh em rồi. 2.1.000 thôi, quá là rẻ cho anh em xài. Một con máy mới. Rồi, tiếp theo là con VinSmart Star. Đây mới chính là VinSmart Star có được một cặp anh em. Một cặp thôi nha. Rồi thử con nào khui chưa? Con này nguyên siêu hết. Để mình khui ra con hả? VinSmart Star. Đây. Máy này mình cũng bán rất là nhiều rồi. Này về tiếp, bán đem lại cho anh em tiếp đây. Phụ kiện đầy đủ ha. Nó đây. Trong đây có ốp lưng. À, VinMaster máy nhìn rất là đẹp, chắc chắn. Màn hình của nó 5.7 anh em, RAM 2 16, pin 3000. Giá tàu bay nhanh máy mới, bảo hành 18 tháng luôn, nhưng phải 15, 12 nữa. Con này quá khủng. Giá 1.290, bao ship cho anh em tận nhà, 1.290.000. Rỉ bèo anh em. Máy mới mà giá đây thì nó chung quá rỉ rồi. 1.290. Và một cặp XT3 RAM 6 bộ nhớ 64. Cái này bản RAM 6 nha anh em, chứ không phải bản RAM 3 nha, à, RAM 4 nha. RAM 6 ha, bản khủng nhất của VinMax rồi. RAM 6. Ai một em khui trước đó cho anh em coi luôn. RAM 6 64. VinSmart. VinSmart đồ, máy quá đẹp. VinSmart XT3 anh em. RAM 6 64, pin của nó là 3790. À quên, pin của nó là 3020. À quên.
màn hình 6.3 chứ, màn hình 6.3 và pin của nó là 4020. Đó. Giá ra đi của nó là 3790 chứ. Giá để cho anh em là 3.790.000 cho một con máy mới keng sà beng bảo hành 18 tháng. Đó, anh em thấy ưng cái bụng chưa? Máy quá đẹp. Máy mới luôn nha, không phải máy cũ nha anh em. Máy mới full box bảo hành 18 tháng luôn anh em. Ông vượng ra bảo hành cho máy rất là khủng. Bảo hành cái máy là khủng quá luôn. Rất là lâu cho anh em sử dụng. Thoải mái khỏi phải sợ hư ha. Đó, màn hình thì AMOLED 6.39 inch. Pin 4000. Có sạc nhanh. Đầy đủ hết. Giá chưa rõ 3.8 anh em. Phụ kiện đầy đủ hết ha. 3.790. Ok. Con Star XT3 này là cũng kết thúc clip sáng hôm nay. Những anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Thân ái chào anh em ha. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo.